Xin chào tất cả anh em. Hôm nay Gia Nam Audio lại tiếp tục cập nhật được một cái cặp loa cực kỳ độc anh em nhé. Đấy, loa đến từ Anh. Loa đến từ Anh và cặp loa này nó toàn thân bằng nhôm. Thùng của nó toàn thân bằng nhôm và nó sở hữu một cái bát màng nhôm và một cái chép titanium cũng bằng nhôm. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, model của nó là Modern Shock là MS902 402. Loa sản xuất loa này là loa của anh em nhé. Đấy, cặp loa cực kỳ đẹp luôn, thiết kế độc lạ và đẹp, và đặc biệt cái cặp loa này ấy, nó tiếng rất là hay luôn anh em. Để bàn làm việc hay phòng ngủ quá đẹp. Nó là bát 10 anh em nhé. Loa của nó là bát 10 và gân cao su, màng này là màng nhôm và đây là chép titanium, thiết kế độc lạ đẹp. Và là sau đây em sẽ test cho đám anh em nghe thử nhé. Dù mãi ngàn năm dòng tộc em buồn, bàn tay em nắm ngón du trên ngàn năm, trên mùa lá xanh ngón tay em gầy nên mãi du thêm ngàn năm. Dù mãi ngàn năm từng phiến môi mềm, bàn tay em trao chuốt thêm cho ngàn năm, cho vừa nhớ nhung có em dội hờn nên mãi du thêm ngàn năm. Thôi ngủ đi em, mưa du em ngủ. Cặp loa quá là hay luôn anh em nhé. Cặp này anh em phối ghép một cột âm ly mini đấy, thì đặt trên bàn làm việc ấy, ở phòng ngủ ấy, thì nó quá là tuyệt vời luôn anh em nhé. Và anh em nào có cần, có nhu cầu những cái âm ly nhỏ thì em vẫn có luôn anh em nhé, để phối ghép với cặp loa này. Xin cảm ơn tất cả anh em nhé.